một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực công nghệ. Một trong 30 phụ nữ dưới tuổi 30 thành công nhất nước Úc. Và lọt vào danh sách 50 cái tên bạn cần biết của Forbes. Đó là Lê Thị Thái Tần, hay Tần Lê, một nữ doanh nhân người Việt. Năm 1982, Lê Thị Thái Tần di cư đến Úc cùng gia đình. Some of the children there said, "You're Vietnamese, you Vietnamese girl, Ching Chong, go home." All those things made me question my identity. Each day at recess and lunchtime, I would run, literally run to the library. Đáp trả lại sự kỳ thị của bạn bè tại trường học, năm 1998, cô được trao danh hiệu người Úc trẻ tiêu biểu của năm và được bình chọn là một trong 30 phụ nữ dưới tuổi 30 thành công nhất nước Úc. Sau một thời gian làm việc cho hãng luật hàng đầu thế giới Free Hills, Tần Lê quyết định rời bỏ sự nghiệp đang rộng mở và dấn thân vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ vào khoa học thần kinh. Năm 2003, cô đồng sáng lập Emotive Systems và phát triển một giao diện công nghệ đọc sóng não. Công nghệ này sau đó đã được ứng dụng ở hơn 100 quốc gia, cho phép dùng ý nghĩ và cảm xúc để điều khiển đồ vật, sáng tạo hình ảnh 3D, lái xe và thậm chí là tạo ra âm nhạc. And I saw the smile on Mark's face, which is just the most endearing, amazing smile. We're actually picking up very, very tiny signals from the brain that has to travel from that cortical structure through the scalp and through a layer of hair. And then what we do in the software is we process them and we interpret them to figure out what it is that you're thinking, that you're experiencing, and we get a glimpse into how your brain actually works. Năm 2010, Tần Lê lọt vào danh sách những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực công nghệ. Năm 2011, Forbes đưa cô vào danh sách 50 cái tên bạn cần biết. Năm 2013, cô được tạp chí National Geographic của Mỹ trao danh hiệu nhà thám hiểm mới nổi. Tần Lê cũng là diễn giả thường xuyên của các diễn đàn công nghệ và TED Talks. Năm 2020, cô xuất bản cuốn sách đầu tiên về tiềm năng của công nghệ thần kinh.